quý ông bà, cô chú, anh chị có thể mua ủng hộ giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Quý ông bà mua mộ ông hộ ba ông cháu giúp cho ba ông cháu có thu nhập. Thưa cô bác, trên tay của các em là những cái chai mật ong mà được ba ông cháu là lên trên rừng kia để lấy về cô bác. Đây là bà An Phạm ở bà ở bên Mỹ. Mà thời điểm đó thì đổi ra được là 1.215.000. 1.215.000, đây là 1 triệu này. Đấy, còn đây là 215.000 này. Đây em hộ anh đếm nhá. Con cảm ơn bà An Phạm ạ. Chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe và có thật gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Dạ, con cảm ơn bà có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn ạ. Cháu được xin được mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh Bạn Em. Mọi mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục đi vào thăm em Hưng và em Thuận nào một chút cô bác. Hôm qua thì hôm trước thì cháu Lực cũng có chia sẻ hoàn cảnh của hai em lên. Thì được một bác ở bên Nam Ý có gửi tiền cho cháu Lực. Và hôm nay xuống thì cháu Lực sẽ không có mua thực phẩm tới cho hai anh em nữa. Hôm nọ thì cháu Lực cũng vừa mới mua thôi. Và bạn Trình cũng vừa mới mua lên rất là nhiều rồi. Thì lần này xuống thì cháu Lực muốn trao cái tiền mặt tới để cho em Hưng và em Thuận. Ở đây thì cũng được sự đồng ý của bà rồi. Thì cháu Lực mới làm như vậy cô bác, chứ không phải là cháu Lực tự quyết định đâu cả cô bác này. Không biết thì cái chỗ này thì có phải là ruộng của nhà các em không. Đây thì đã bị nó bị vàng bông rồi cô bác này. Đấy, như này thì nó đã bị kém cái năng suất của vụ này đi rất là nhiều ấy. Thế còn bây giờ thì xin mời tất cả các bà, cô chú, anh chị là theo dõi hết video ạ. Cái nhà của em Hưng với em Thuận được nằm ở tít ra dưới kia được cô bác này. Hầu như là nằm ở dưới cái chân đồi. Tôi cả một mình, một nhà nằm ở tận dưới này. Thế đường đi vào nhà các em thì chỉ có là cái con đường mà tự tạo ra cả thôi, chứ không có đường bằng xe máy thôi. Hầu như con đường này là con đường mà trâu bò mà đi lại thôi. Trâu bò đi lại nhiều thì thành ra là cỏ nó không có mọc được. Đấy, xa xa bên kia là cái ngôi nhà của hai anh em mà hiện tại đang ở với cô bác. Phải nói là Hưng với Thuận thì cũng là một cái hoàn cảnh mà bố của mình thì do mà áp lực cái đồng tiền về kinh tế rất là nhiều. Mẹ thì đi lên trên rừng đi lấy rau lợn cô bác, không may là bị tai nạn và cũng qua đời luôn. Và lúc mà mẹ qua đời thì Thuận chỉ được có 4 tuổi thôi. Đấy, bây giờ thì em Thuận cũng đã được 8 tuổi rồi và đi học đến lớp 2 rồi cô bác. Đấy, bây giờ thì hầu như là ở trên vùng cao này là đến cái mùa mà mùa gặt của bà con đấy cô bác. Nhìn ra bên phía mảng bên kia thì cũng đã có những cái đồng ruộng mà xanh, đồng ruộng mà vàng rồi. Bà con thì cũng đang dần thu hoạch cái mùa vụ này rồi cô bác. Năm nay thì thu mùa này xong thì sẽ là đến mùa đông luôn cô bác. Đấy, bây giờ thì đi vào nhà các em ấy một chút thôi. Đấy, nhà các em thì đi vào đường này thì có ốc rất là nhiều này cô bác này. Đấy, vừa ra đến nhà của Thuận thì Thuận bảo là đi ra bên kia lấy củi này. Đợi anh tí Thuận ơi. Chạy rất là nhanh, đợi anh tí. Hả? Đi mua cô Thảo mà. Mua Thảo mà đi. Thảo nào. Anh Hưng đi đâu rồi? Hả? Hưng đi lấy cỏ á? Thế Thuận đi đâu? Đi lấy củi à? Củi ở đây thì hôm qua ai lấy ở đây rồi? Bé Thuận thì hôm qua là anh Hưng đi lấy để đây cô bác, hôm nay chỉ đi nhặt những cây nhỏ hay sao ấy. Đấy, một cái đứa bé mà chạy rất là nhanh cô bác. Vừa rồi bảo với cháu Lực rằng là anh đi chậm quá. Hưng thì đang đi lấy cỏ cô bác, nhưng mà không biết lấy tận đâu. Thuận thì hôm nay đi học về mấy giờ?
Hả? Hốn dợ á? Đi được đấy à? Ồ. Ui cái gai này. Ui cái cung đường mà em Thuận là đi lấy củi ô bác một mình bé à, tự đi. Ôi chắc là lấy củi ở tận đây ấy. Chỗ này chắc là chỗ chăn trâu của hai anh em ấy. Thuận thì nhặt những cây nhỏ à. Ồ thì hôm qua lấy củi ở đây à. Con chào con các bạn. Thôi đấy, vừa rồi thì hai anh em đang đi thì không có chào được ý cô bác. À lấy củi ở kia à, bây giờ chỉ gom đi về thôi à. À bây giờ chỉ gom vác đi về thôi đúng không? Ồ thế thì để anh vác đi về cho. Đây đúng không? À cái củi này thì hôm qua hai anh em đã lấy về rồi cô bác này, phải lấy đi rồi. Cái củi này thì mang về để làm gì Thuận? Để nấu cơm á? Ồ. Không biết. Không biết á? Thế là đi học về là không nhìn thấy anh Hưng nữa à? Dạ. Ồ. Cái củi này thì hôm qua đi học về thì mang để đây à? Dạ. Hôm nay thì một mình bé Thuận ấy, cô bác tự ra đây để nhặt củi này. Nhặt củi này mang về bảo là để nấu cơm. Hay chỗ này là chắc là anh Hưng bảo là anh Hưng có bảo là đi lấy củi không hay là một mình tự đi? Hả Thuận? Một mình tự đi. Một mình tự đi thôi à? Dạ. Nhà của Thuận thì sắp được gặt hết chưa? Nhà Thuận sắp được gặt chưa? Chưa. Rồi á? Ờ. Thế bây giờ thì hai anh em đang chuẩn bị là thêm vào mùa gặt nữa cô bác này. Một cái đứa bé mà một đứa bé năm nay mới có 8 tuổi thôi, nhưng mà rất là biết nghĩ thôi cô bác. Đi học về thì không nhìn thấy anh trai mình đâu, một mình tự ra đây mà lấy củi ấy. Sao Thuận không đợi anh trai cùng về rồi đi lấy củi? Anh trai đi lấy cỏ. Anh trai đi lấy cỏ à? Mình đi lấy củi. Ồ nhưng mà một mình đi lấy củi như này thì không sợ à? Không. Bé Thuận thì có vẻ là có một cái ý nghĩ rất là kiên cường này cô bác này. Đấy. Anh lấy xếp ra đây nhá. Dạ. Anh lấy xếp ra đây rồi tí hai anh em mình cùng nhau vác về nhá. À ngày mai mới đi học nhỉ? Dạ. Nghỉ từ hôm qua rồi nhỉ? Thuận chỉ học đến thứ 6 rồi nhỉ? Dạ. Củi này thì hai anh em bảo là về nấu cơm thì chắc là nấu cắm lợn nữa. Thuận một mình đi vào trong rừng này không sợ à? Đã đi đã lần nào mà đi gặp gặp rắn chưa? Đi lấy mà giờ gặp rắn chưa? Chưa. Rồi á? Chưa. Chưa đâu á? Ồ. Đây một tí để anh vác bó to hơn đi. Thuận thì vác một tí thôi nhá. Đấy. Thuận thì chắc là đi ra đây để nhặt ra những cái canh nhỏ đấy các bác ơi, để xếp vào như này xong là một tí nữa để Hưng ra vác. Hưng thì khỏe, rất là khỏe của bác, em Hưng ấy. Vác được thế thôi mà, Thuận này. Thuận thì vác được thế thôi mà. Bác ý tôi nhá. Này thì hôm qua cùng anh lấy à? Ôi cẩn thận nhá. Cái chỗ đấy cái đấy không đun được đâu. Cái đấy nó bị hỏng hết rồi, đây bị ỉu hết rồi. Vừa nãy thì nếu mà Thuận cầm con dao ra nữa thì để lấy tre này để làm sợi, để làm cái dây buộc đi thì nó sẽ được hơn.
Thuận là vác ở chỗ đấy đi nhá. Chỗ này để anh vác đi nhá. Nhá, vác cái đấy đi nhá. Hả? Thuận không vác được đâu. Chỗ này to lắm đây này. Em không vác được đâu. Đấy, bây giờ phải đi tìm cái dây đó. Vừa rồi thì không có lấy cái dây về. Không biết là hôm qua hai anh em ra đây lấy củi thì có để thêm chút dây nào ở đây không. Ở đây có cái hoa gì nhìn trông đẹp đẹp này các bác này. Chụm chụm lại thành như kiểu là thảo quả đấy. Thuận thì có biết là hoa này hoa gì không? Không. Không biết đâu à? Ồ. Thôi đi đi, vác cái đấy đi đi. Anh để anh vác cái này thôi. Không cần dây nữa. Vẫn đi đường cũ đấy chứ hả? Được. Rồi đi đi. Đi trước anh đi. Đi cẩn thận nhá. Ấy, thôi bỏ lại một cây đi, bỏ lại một cây đi. Hãy bỏ lại một cây đi. Thuận để ở nhà rất là siêng năng luôn các bác ạ. Một mình em ấy cũng biết ra đây để lấy củi này. Đi cẩn thận nhá, chỗ này ấy. Lần sau Thuận đừng đi lấy cỏ, đi lấy củi với lấy cỏ một mình nhá. Đi cùng anh Hưng nhá. Không nên đi một mình đâu, còn nhỏ ấy, đi một mình là gặp là tai nạn là không có ai, không có ai biết đâu đấy. Có sợ bắt cóc đi không? Không. Không sợ đâu á? Nếu đâu mà đi lấy củi củi như này, người ta gặp người ta bắt cóc đi sao? Em Thuận thì đi lấy củi với lấy cỏ ấy, cô bác. Một mình em ấy chỉ đi lấy gần nhà thôi, không có đi lấy xa quá. Đi xa quá thì chắc là em cũng không dám đi đâu. Ê, ở dưới xuôi thì các bạn năm nay nếu mà 8 tuổi ấy, thì làm sao mà biết những công việc này mà để làm được đúng không cô bác? Còn là như các bạn ở trên vùng cao thì hầu như là biết làm những công việc chân tay từ rất là sớm. Không biết anh Hưng đã đi lấy cỏ về chưa nhỉ? Không. Chưa, chưa biết đâu à? Dạ. Đi cẩn thận nhá. Ồ, anh Hưng chắc là chưa đi lấy cỏ về đâu mà im thế nhỉ? Cái củi này là Hưng để đâu? Thuận để đâu? Hả? Củi có để trong bếp này không? Có để trong kia không? Để đây à? Để đây đúng không? Oh. Đây là cái bếp mà để mà các em nấu cám lợn này các bác này. Hưng thì chắc là đi lấy cỏ chưa có về đâu. Có lấy cỏ cho cháu ăn không? Cháu hết cỏ chưa? Hả? Cháu hết cỏ chưa? Chưa biết à? Hưng thì vẫn đi lấy cỏ vẫn chưa về cô bác. Còn mình em Thuận ở nhà thôi. Vẫn còn à? Cháu không ăn cỏ nữa rồi.
Hả? Cháu ăn no rồi. Ăn rồi à? Ăn no rồi à? Dạ. Ờ. Ở trên kia là cái chỗ tắm của các em ấy đúng không? Dạ. Đấy. Vào đây, đi anh đi vào đây xem một tí nhá. Dạ. Cái chỗ này, cái khu này là cái khu mà Hưng với Thuận là rửa bát đây cô bác này. Tắm giặt mọi cái là ở đây luôn. Ồ, trong này thì có cá nhỉ? Dạ. À, cá rô phi thôi. Đấy, cho được nhìn thấy là có mấy con cá rô phi cô bác. Ui, ốc, ốc này to này, Thuận ơi, này này. Ốc to đây này. Đây này. Thuận có biết ốc này không Thuận? Ốc này ốc đỏ. Ốc đỏ á? À? Thì ốc này có ăn được không? Có. Có á? Kia cũng có nhiều. À, kia cũng có nhiều à? Ừ. Biết anh Hưng lấy củi ở tận đâu không? Không biết. Không biết đâu à? Kia có nhiều. Ồ, kia có nhiều à? Đấy, bây giờ thì chắc là đợi Hưng một chút đấy cô bác. Hôm nay thì cháu Lực đi xuống thì cũng có đem theo một chút tiền là một số tiền cho các em được bà An Phạm là gửi cho. Ở dưới kia thì cũng là vườn rau của các em cô bác. Các em cũng làm một cái luống rau. Thuận thì đang đi bên kia để xem ốc hay sao ấy. Ôi con này lấy buộc rồi à Thuận? Dạ. Con kia thì lấy buộc rồi. Đây này. Đâu? Này. Sao có nhiều đây? Ốc này sao có nhiều đây? Ui. Rất là nhiều ốc này của bác này. Ốc này là ốc gì Thuận? Ốc đỏ. Ốc đỏ á? Nhưng mà ốc này chắc là không ai không ai lấy à? Không. Đúng không? Đấy, ốc này giờ không chắc là không có ai ăn, thành ra là mới có nhiều như vậy này cô bác này. Có rất là nhiều ốc luôn. Bây giờ nó tự ăn vào nhau hết này. Thế bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ đợi em Hưng một chút. Con to đấy. Ui, ốc này rất là to này cô bác này, ốc này. Ốc này chắc là không có ăn được mấy cho nên là cũng không thấy bé Thuận là lấy là nhiều cả. Đấy, Thuận đi ra bên kia nhặt này. Bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ đợi em Hưng về một chút cô bác. Thuận thì không biết là cái chỗ mà anh trai của mình lấy cỏ đâu cho nên là không đi theo được. Thế bây giờ thì chắc là hai anh em sẽ ở nhà một lúc để đợi em Hưng về. Trong lúc anh trai mình đang đi vắng nhà thì em Thuận ở nhà là làm dọn dẹp mọi cái cô bác ạ. Một em bé mà ở nhà rất là chăm chỉ luôn. Bát này thì chắc là vừa rồi thì ăn xong cũng là được em đi rửa về mà úp cho cô bác. Hay như cái chạm bát này thì chúng tôi không biết là bạn Trình mua lên hay là Hưng với Thuận là tự đi mua về. Ở trong nhà thì cháu Đức nhìn thấy là cũng không có cái bộ bếp ga gì đâu cả. Hôm nọ thì cũng được bạn Trình là mua nồi cơm điện này với lại máy quạt lên cho hai anh em để mà hai anh em có thêm những cái món đồ điện tử mà sinh hoạt thôi cô bác. Hưng thì không biết là đi lấy củi ở tận đâu cả. Vật na chưa thấy về. Hưng thì vừa rồi đi lấy cỏ à? Vâng. Lấy cỏ ở tận đâu về? Mái bên đồi bên kia. Với lúc mà anh ra bên kia thì Thuận bảo là đang đi lấy củi ấy. Chắc là hôm qua là hai anh em mà lấy ở kia à? Vâng. Của em có đi lấy về đấy, để đây hai bó đấy. Để đây hai bó à? Hai bó kia à? Vâng. Thế là nãy là Thuận là đi nhặt lại những cái củi nhỏ đúng không? Vâng. Ôi có cái bơm đẹp thế hả Thuận? Hả? Đẹp thế nhỉ? Thuận thì ở nhà rất là ngoan cô bác, đi hộ anh trai làm rất là nhiều việc, mặc dù là tuổi còn rất là nhỏ. Sao lúc em lúc anh về đến là chưa em không ở nhà nhỉ? Em còn đang lấy cỏ bên kia. Lấy cỏ bên kia? Vâng. Nhưng mà lúc mà anh ra đến đây thì thấy Thuận đang bảo là đi lấy củi ấy, thế là anh chạy theo Thuận một chút. Vâng. Hôm nay thì anh xuống thì hôm nọ là cũng có một bà An Phạm thì có gửi cho anh là 50 đô là cho em, cho hai anh em. Vâng. 50 đô này thì lúc mà thời điểm đó thì đổi ra được là 1 triệu
215.000. Vâng. 1.215.000, đây là 1 triệu này. Xin. Đây, còn đây là 215.000 này. Vâng. Đây em hộ anh đếm nhá. Vâng. Đây. Đây là bà An Phạm ở bà ở bên Mỹ. Vâng. Đây. Bà có gửi cho hai anh em thì hai anh em anh sẽ không cái khoản này thì anh sẽ không đi mua thực phẩm cho em nữa, tại vì là hôm nọ anh xuống anh cũng vừa mới mua thôi. Vâng. Thì anh muốn gửi tiền mặt cho hai anh em thì bây giờ thì em cũng lớn rồi. Thành ra là có những cần cái gì thì em cũng tự biết mua rồi. Vâng. Và qua cái thước phim này thì cũng cho cháu Lực thay mặt là em Thuận với lại em Hưng gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm rất là nhiều. Cảm ơn bà trong thời gian qua, bà đã luôn luôn đồng hành cùng kênh bạn em. Và hôm nay thì cháu Lực cũng được nhận được một phần quà của bà gửi tới cho em Hưng với em Thuận. Chúc bà thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống bà nhé. Còn như Hưng với Thuận thì hôm nay thì ngày chợ thì có đi chợ không? Không anh ạ. Không á? Ở nhà. Vâng. Bây giờ ở trong nhà thì mắm muối mới chính thì mọi cái thì còn không? Có, hôm nọ anh Trình vừa lên vừa mua cho em với Thuận là mua 2 cân thịt xong là để ăn dần ấy. Còn dự trữ được. Hôm nay thì anh lên trên nhà của ông cụ ấy thì anh cũng có làm thịt treo cho ông. Vâng ạ. Thuận thì ngày mai lại đi học rồi nhỉ? Vâng, ngày mai lại đi học anh ạ. Này, bây giờ thì em gửi một lời cảm ơn tới bà An Phạm được không? Vâng. Anh thì cũng gọi ông bà thì em cũng gọi ông bà rồi. Vâng ạ. Con cảm ơn bà An Phạm ạ. Chúc bà và gia đình có thật nhiều sức khỏe và có thật gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rất cảm ơn. Thuận thì gửi một lời cảm ơn, một lời chúc tới bà An Phạm nhé. Bà vâng. Gửi tiền cho mình để cho hai anh em mình có chi phí để sinh hoạt đấy. Dạ, con cảm ơn. Bà có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn ạ. Trong cuộc sống ạ. Rồi. Bà cái này cháy sao? Thì... Con cháy á? Ừ. Có rồi, nó chạy nhanh lắm. Bé Thuận thì rất là ngoan cô bác ạ. Năm nay thì đi học đến lớp 8 rồi. Đầu có cháy à? Ô chắc phải đi mua thuốc cháy về nhỉ. Ô đây anh thấy có cái quả quả đây này. Ở đây thì chắc là... Năm nay vừa mới vào lớp 2. Năm nay là chắc là lên lớp là gặp các bạn, chắc có khi là lây từ các bạn sang đấy nhỉ. Đúng rồi, ngày trước nhìn, ngồi ra đây xem rồi. Anh nhìn là giờ nó hay lên chơi ấy. Thấy nhìn là đầu tóc của Thuận thì cũng đâu đến nỗi nào mà gọi là bừa bộn có đâu cô bác. Đây là chắc là lên lớp thì thành ra là không, ngày trước học lớp 1 ấy anh, xong bắt đầu ngủ ở tại trường ấy, cũng nghỉ trưa tại trường là lại dính. Em vừa thấy nó nhoi cái đầu lên đây một con. Thế, mấy hôm nay thì hai anh em đi đâu làm cái gì mấy hôm nay ấy? Vâng, mấy hôm nay mưa quá và em cũng ở nhà thôi anh ạ. Thời gian này thì mưa suốt ở nhà. Nhà em thì đã được gặt chưa? Nhà em chưa anh ạ. Còn chưa. Giờ năm nay nó hạn hán quá, mất mùa. Thế năm nay nếu mà gặt thì độ tầm là được bao nhiêu bao thóc? Em làm trên này một tí chắc được độ 5 bao anh ạ. Tầm 5 bao. 5 bao thóc à? Vâng. 5 bao thóc như này thì làm sao đủ hai anh em ăn được một năm được? Hai anh em thì vẫn cố đi, em vẫn đi làm thêm để mua gạo mà. Như em có đi nhận những cái phần quà của anh Trình, của bên anh Trình với cả bên anh em, hai anh em chúng em cũng mang đi đóng gạo. Để trước em xuống nhận được của bác nào gửi cho em là hôm có cả anh Hậu hay được 2 triệu em mang đóng gạo với lại mua các thứ cho Thuận, cái giày, nọ em có đi mua giày cho Thuận. Mua giày để đi học à? Vâng. Thuận thì tự đi bộ đi thôi nhỉ? Vâng. Tại nữa mua giày với cả mua thức ăn cho Thuận đi học hàng ngày. Thuận thì sáng thì nấu cơm ra xong là đến tối mới về à? Vâng. Cặp lòng mọi cái thì có chứ? Có rồi. Nấu cơm, ăn cơm trong trường thì nhà trường nó không nấu cơm cho à? Không, không có. Nhà người ta không nấu. Là ngày trước thì có nhưng mà bây giờ người ta bảo mất tiền lại đi thuê, mình phải phụ huynh lại đi đóng tiền vào thuê thì tự nấu ở nhà đi cho nó tiện. Mọi hôm là như thứ 6 là không phải mang cơm. Còn thứ 2 đến thứ 5 là em vẫn dậy nấu cơm để cho em mang đi. Phải là được cũng được hơn một tuần để anh không xuống đây nhỉ. Vâng ạ. Từ hôm anh bị cháu cắn ở nhà ông Dùng ấy. Vâng. Ông Dùng ấy bây giờ là hôm nay thì anh mới bắt đầu là đỡ đỡ một chút. Vâng. Cắn xong nó mặc dù nó chỉ cắn một vết nhỏ thôi nhưng sốt mà đấy. Nhưng mà sốt đấy. Đấy còn là như hai anh em thì đi đâu thì cũng phải đi cẩn thận. Vâng. Đấy, chó này cắn thì cũng rất là nguy hiểm. Anh đi xuống ấy, tiêm thì cũng một khoản chi phí là nó cũng khá là cao ấy, tiêm 5 mũi lận. Đấy. Còn như hôm đấy là anh còn chạy nhanh ấy, không chạy nhanh là nó còn cắn được mấy phát nữa đấy. Vâng. Còn Thuận này thì đi học thì phải đi cẩn thận nhá. Đấy, đi buổi sáng đi thì cầm mà theo một cái cây que gì đấy nhá. Đấy, đề phòng mà chó nó về đấy.
Đi học thì có đi qua nhà nào có chó không? Có. Có à? Từ hôm mà anh bị chó cắn xong đến bây giờ anh nhìn chó anh sợ mà. Vâng, em ở đây sợ cái cảm chó giác... nhà ông này ghê lắm. Đấy, cảm giác như là nó em đi qua đi đấy, củi ấy. Cảm giác như là nó mang lại cho mình một cái nỗi sợ nào đấy bị ám ảnh á. Vâng. Hôm nay thì xuống thăm hai anh em thì hai anh em thì không có ốm đau gì, cả hai anh em đều khỏe và vui mừng cả cô bác ạ. Đấy, như vậy là tốt rồi. Hưng thì có đi mấy thời gian này thì có đi đâu ở xung quanh này làm việc gì không? Có, mấy hôm nay hôm trước em có đi làm, làm ở dưới này thì mưa quá vì người ta cũng nghỉ ấy. Là cũng nghỉ được hai hôm nay rồi. Rồi trước em vẫn đi làm ở dưới này, hộ chú này làm, một công trăm rưỡi, ở nhà làm cũng chả có cái chi phí gì thì em đi làm. Một công trăm rưỡi thì cũng là cao đấy với nhưng mà với cái tầm tuổi như vậy thì tầm tuổi như em thì là người ta giả thế, còn là như ở trên chỗ anh ấy, như em Quân ấy, em Quân một ngày có được, có khi được có 100.000 thôi. Vâng. Đấy. Ôi, năm nay thì đậu tương thì được nhiều à? Vâng, năm nay được em trồng đậu trước hạn hán quá, không không có nước để mà trồng lúa ấy, thì em trồng đậu tương. Đậu tương này thì để cái này làm... bán cũng rẻ lắm. Rẻ đấy á? Ừ. Đây là bán được một cân bao nhiêu? Đấy ấy. Cân được 15.000 hay sao? 15.000 à? Ừ. Đấy. Và như nhà em Thuận này, nhà em Thuận này cũng thế này cô bác này, hôm nọ thì em Quân có mang đi bán 10 cân. 10 cân thì người ta giả cho 100.000 thì cũng rất là rẻ ấy. Vâng. Làm cả năm thì bán được có 10 càng cả năm thì mới được có tầm độ tầm cho là 20 cân đi. Vâng. Bán thì cũng chẳng được bao nhiêu cả. Đúng rồi. Mà cái công chăm sóc của mình thì phải nói là rất là vất vả đấy. Đúng. Phải đi vun viếc đi chăm sóc nữa. Đấy rồi. Đi xem này nọ. Em trồng dưới này hạn hán lắm. Nó không có cái cây nào luôn, chẳng qua là cái đậu tương này nó cũng là cái đây nó cũng cải tạo với lại nó cũng tốt đây. Ừ. Trồng nó cũng phù hợp với đất. Không nếu mà trồng lúa thì cũng chẳng được. Trồng ngô còn không có năm nào được ăn quả nào luôn đấy. Ngô á? Ừ. Chứ... trồng ngô nó không nên đấy. Trong bắt đầu là lại chuyển sang trồng đậu nó lại được. Ừ. Như anh thấy cái chỗ này là lúc mà bạn lúc mà trình lên cũng hay ngồi đây để anh em nói chuyện với nhau nhỉ? Vâng. Đấy, ở trên vùng cao thì hầu như là nhà nào cũng có một cái sạp như này của bác này để mà phơi ngô phơi thóc ấy. Đấy, phơi ngô phơi thóc để cho nó khô đi. Bây giờ thì trời thì cũng đã gần tối rồi cô bác, chắc là cháu Lực cũng sẽ di chuyển đi về thôi cô bác ạ. Hãy xuống thăm hai anh em và rất là mừng khi hai anh em không có chuyện gì xảy ra cả, hai anh em đều ai cũng mạnh khỏe cả. Như Hưng thì có vẻ là đi làm thì mặc quần đùi với lại áo cọc tay hơi nhiều nhỉ. Vâng, hôm qua em đi lấy củi ấy. Đấy. Là trèo leo nó hay bị vướng đây này, nó còn nạo cả da ra đây. Đấy, anh thấy là đôi bàn tay của em thì nó có những cái vết chảy vết sức rất là nhiều này. Còn Thuận thì có chèo không? Leo. Này Thuận thì cũng có này. Có hôm nọ ngá ấy, hôm trước đi lên lớp có bạn xô ngá xong là cái này còn sưng hết lên và xong em xuống nói chuyện với thầy cô xong bây giờ mấy hôm nay không ai trèo. Ngá chỗ này sưng. Này à? Đúng không? Rồi. Đi học thì và đi học thì do không may là không biết là các bạn cô các bạn cố ý như là cố tình đúng không? Đúng không? Có khóc không? Hôm đấy có khóc không? Có. Không khóc à? Tay sưng vù luôn. Về đến nhà em còn tưởng bị chẹo sao bị lệch rồi nào. Lệch sưng. Tối hôm đấy có ngủ đâu. Cứ ỉ khóc đòi khóc ấy. Em bôi cái cao cho. Hôm nay thì bây giờ thì chắc là anh cũng sẽ di chuyển đi về thôi. Thì hai anh em ở lại mà có gì thì có thể điện cho anh hoặc có điện cho anh Trình nhá. Vâng ạ. Anh giúp được cái gì thì anh cũng sẽ giúp. Đây thì anh không có dám hứa. Anh giúp được cái gì thì anh sẽ giúp cho hai anh em từ đấy. Vâng. Đấy, để cho hai anh em. Em cũng rất là cảm ơn anh với các mạnh thường quân, các cô, các chú, các bác đã giúp đỡ hai anh em chúng em như vậy. Để cho em thoải mái cái tư duy để mà còn làm được, chứ bây giờ mà có những cái nỗi mà nhọc nhằn mà đeo lên trên đôi vai của mình, những suy nghĩ của mình thành ra là mình cũng khó làm đấy, mọi cái mình cũng rất là làm nó khó. Vâng. Đấy. Và trong thời gian hôm nọ thì cũng được là bạn Trình là trả cho em Hưng với em Thuận là cái khoản nợ còn lại rồi, thành ra là bây giờ nhìn vào khuôn mặt của hai em thì có thể là một cái tương lai mà nó khác hơn xưa rồi các bác, chứ để mà cái số tiền đấy để mà các em giả thì không biết là bao nhiêu năm thì Hưng mới giả được cả. Vâng ạ. Đấy. Còn cái thước phim hôm nay thì chắc là cháu Lực cũng xin được chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác anh chị. Vâng. Xin chào các bạn. Rồi.
Con chào con, các bà, cháu cô, các chú ạ.